Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường đưa tin, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch yêu cầu địa phương bố trí quỹ đất dự trữ để nghiên cứu xem xét đầu tư xây dựng cảng hàng không tại Dầu Tiến, gọi tắt sân bay Dầu Tiến. Trước đây, tỉnh Bình Dương đã có chủ trương quy hoạch khu đất sân bay quốc phòng tại xã Định An, huyện Dầu Tiến với diện tích khoảng 0,5 km2. Tuy nhiên, vào năm 2023, tỉnh Bình Dương đã dự kiến bổ sung vào quy hoạch dự án sân bay Lưỡng Dụng với diện tích khoảng 2 đến 5 km2. Theo quy hoạch, xã Định An của huyện Dầu Tiến là nơi bố trí đất cho dự án này, song đề xuất này mới chỉ là ý tưởng của tỉnh, chưa được thông qua. Với tổng diện tích lên tới 2 đến 5 km2, dự kiến đây sẽ là sân bay đáp ứng được hai mục tiêu quân sự và dân sự. Cụ thể, sân bay sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động của Không quân Việt Nam, đảm bảo khả năng triển khai nhanh chóng lực lượng quân đội trong tình huống cần thiết. Bên cạnh đó, khi khai thác các chuyến bay thương mại sẽ giảm áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế khu vực Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và các tỉnh lân cận. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiến, Bình Dương đang triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ quy hoạch sân bay Dầu Tiến trên địa bàn xã Định An giai đoạn 1, giải phóng mặt bằng với khoảng 50 hectare, bao gồm trên 44,3 hectare đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty Dầu Tiến và trên 5,1 hectare đất của các hộ dân. Trên thực tế, việc thu hồi đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện từ năm 2015 với mục đích vụ quy hoạch xây dựng sân bay thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Quy hoạch chi tiết các điểm đất doanh trại, thao trường, công trình đất quốc phòng, huấn luyện chiến đấu, xây dựng doanh trại, căn cứ, kho tàng trận địa phòng thủ, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Thời điểm hiện tại, đất ở xã Định An, huyện Dầu Tiến chủ yếu là rừng cao su bạt ngàn. Tuy nhiên, vinh vào việc trục trịch thu hồi đất để làm sân bay, nhiều cò đất đã thổi giá đất, làm nên cơn sốt ảo của thị trường bất động sản nơi đây. Trước đây, giá chuyển nhượng các lô đất rơi vào khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng một hecta tùy vị trí. Đến đầu năm 2023, khi thông tin đề xuất làm sân bay Dầu Tiến đã khiến giá đất thổi lên gấp 2 đến 3 lần. Song, hiện tại dự án chỉ đang trong giai đoạn lập kế hoạch và đề xuất, chờ phê duyệt từ chính phủ và các bộ ngành liên quan. Dự kiến, quá trình xây dựng và hoàn thiện sân bay có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm, tùy thuộc vào trình tự phê duyệt và nguồn vốn đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng, hàng không và logistics. Ngoài vốn từ ngân sách nhà nước, dự án có thể kêu gọi vốn từ các nguồn đầu tư tư nhân, các tổ chức tài chính quốc tế và các chương trình hỗ trợ phát triển. Song song với quy hoạch sân bay Lưỡng Dụng, tỉnh Bình Dương đang đầu tư hạ tầng giao thông đường sông, đường sắt để kết nối vùng. Điển hình như các dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng đường DT746. Dự án sân bay Lưỡng Dụng Dầu Tiến tỉnh Bình Dương không chỉ mang lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế xã hội mà còn đóng góp vào an ninh quốc phòng. Với quy hoạch và triển khai đúng tiến độ, sân bay này sẽ trở thành một trong những điểm nhấn hạ tầng quan trọng của miền Nam, tạo ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế bền vững và toàn diện của khu vực. Bạn thấy sao về dự án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về dự án sân bay Dầu Tiến nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm thể thao giúp nâng cao hiệu quả tập luyện? Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 5 sản phẩm được nhiều người tin dùng. Hãy cùng khám phá nhé. 1. Xà đơn gắn cửa treo tường Fit-Tezi đa năng. Đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích tập thể hình tại nhà. 2. Quả bóng đá số 5 UCV 3.05 của thương hiệu Động Lực. Với chất liệu PU, PVC, da bền, quả bóng này mang lại độ bền và sự dẻo dai vượt trội, giúp bạn thể hiện khả năng trong mọi trận đấu. 3. Vợt cầu lông Khiếp, bộ hai cây vợt cầu lông kèm túi cho người mới bắt đầu. 4. Quần đùi thể thao Nam, Yuzado cặp chung mang đến sự thoải mái tối đa khi vận động. 5. Bạn cần một chiếc túi đa năng cho các buổi tập luyện. Túi sách Braza TXS0078 không chỉ rộng rãi mà còn tiện lợi với nhiều ngăn, giúp bạn dễ dàng mang theo mọi vật dụng cần thiết. Vậy bạn đã sẵn sàng nâng cấp dụng cụ tập luyện thể thao của mình chưa? Hãy vào cửa hàng Cà Phê Lên để đặt ngay nhé. Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Lên TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé.